là thích. Thì và cái từ này mọi người hay đọc là sao ta? Mew. Không biết người ta hay đọc là mew mew ạ. Ok, vậy thì mình xem cái từ này đọc như nào nhá. Đầu tiên này mình sẽ có từ sữa đúng không ạ? Yes, nó sẽ đọc là milk. Milk. Bao gồm những âm gì ta? Đầu tiên là thứ hai là và mình sẽ không đọc là milk. Mình đọc là milk. Milk. Good job. Đó là con từ này ta. Cái này mình sẽ đọc là không phải là to nhá. Mọi người nói là tr. Tr. Và mình sẽ đọc là true. True. Còn cái từ trên nữa. Th. Yes. Th. Và cả cái loại sữa này mình sẽ đọc là gì ta? Th. True milk. Th. True milk. Good job.